nếu gặp lại Singapore sẽ rất khó khăn. Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa hiểu Singapore trong trận đấu tối ngày 21 tháng 9 không mang bộ mặt thật. Singapore đã thiếu những trụ cột quan trọng ảnh hưởng đến lối chơi từng đưa Singapore vào bán kết AFF Cup 2021. Bên cạnh đó cũng phải thừa nhận có những tình huống mà nếu đã thật thì Singapore sẽ không nhún nhường với kiểu lười tranh chấp như thế. Không dưới hai tình huống Singapore thực hiện những pha treo bóng từ biên vào và cái đầu của cậu út nhà Fendi Ahmad bật cao hơn tất cả hậu vệ Việt Nam nhưng đều đánh đầu chạy cầu môn. Nên nhớ ở AFF Cup 2021, Singapore đã ăn không ít bàn thắng từ món vũ khí độc này. Lại thêm một tình huống mà chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo ghi chép rất kỹ, đó là nếu đã thật thì pha truy cản trái phép. Tiền đạo Singapore của Đình Trọng để ngăn việc trung phong này đối mặt với thủ môn Văn Lâm rất dễ trả giá bằng chiếc thẻ đỏ. Singapore không thể hiện sức mạnh của một đội bóng mà chỉ là thi đấu cầm chừng ít bận tâm đến kết quả. Điều đấy giúp các học trò ông Park dễ thăng hoa nhưng nếu đánh giá đúng đối thủ thì cũng cần xem lại 90 phút vừa qua, ta được gì, thiếu gì từ đối thủ ít chơi bóng.